Chào anh, xin hỏi hôm nay sao câu lạc bộ của anh hôm nay lại còn ít người này anh? Tại vì hai đồng chí kia là một người bận đi công tác, nhưng một người lại bận con ốm. À vâng, thế là hôm nay là câu lạc bộ còn những ai? Bây giờ câu lạc bộ chỉ có anh PT Đức và mình là Long TK. Vâng, thế hôm nay các anh hành trình là đi đâu đấy? Mình đi ra đi ra cũng quốc lộ 1A lên thử một tí Trung Lương để dò đường xem sao, để hôm sau có khi lại đi xa hơn. Vâng, hay quá. Thế kế hoạch của cuối tuần này là sau buổi hôm nay còn buổi nào các anh offline được không anh? Chắc là buổi ngày mai thì hy vọng là team đủ 4 người anh em lại tiếp tục offline. Vâng. Kiểu này chắc là nhà vô địch Hảo Vừa Đờ đua sẽ không lại anh đâu, vì là một là do hôm nay hết hơi lo con ốm, ngày mà hai là anh hôm nay đạp nhanh quá, em đuổi mãi không được. Chắc là nhà vô địch Hảo Vừa Đờ thua rồi. Anh chắc chỉ được lượt đầu thôi, lượt về là anh bò ra được. Quá rồi, cảm ơn anh.